hãy các gia đình đã đến trạm nghỉ dừng chân tại nước Áo à? Đây đã là nước Áo rồi. Đấy. Đặt chân trên đất Áo. Từ Ý về đây đã được mấy tiếng rồi? 3 tiếng rồi. Hết Ý. 3 tiếng rồi. Ai à. Chứng tỏ ngồi trên đường đi rừng núi dài đấy. Đây quang cảnh rừng núi. Vâng, tắt đường đâu ấy. Dừng chân. Trạm dừng chân. Đây là quang cảnh trạm dừng chân đấy, chứ không phải. Trạm dừng chân trên đất Ý. Kia là xa lộ. Đấy. Stop. Đâu thật nha. Đặt nó tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi. Tạm biệt nha.